Bây giờ tôi qua cái vế thứ hai của cái bài nói chuyện của anh ngày xưa trước. Anh nói rằng Ngô Đình Diệm là một cái gia đình trị. Thì tôi đã nói ngay từ đầu và tôi đã nói nhiều lần. Cũng như ngày hôm qua tôi đã nói là tôi không nói anh nói sai. Nhưng mà anh nói chưa được đúng. Thế thôi. Là tại sao chưa được đúng? Anh đã đọc sách nhiều. Anh đã tìm hiểu rộng, sâu. Anh cũng hiểu rồi. Một cái thể chế mà nó hình thành nó phải có những cái cơ chế. Thì cái thể chế cái Việt Nam Cộng Hòa nó có ba cái cơ chế rõ ràng là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thì trong ba cơ chế đó thì ai đứng đầu là Ngô Đình Diệm. Còn những người kia đâu có nằm trong một cái cơ chế tổ chức của chính quyền. Mà anh nói là gia đình trị thì nói thật với anh Sơn, anh kết án như vậy thì cũng được đi. Nhưng mà có thỏa đáng hay không? Có thực tế hay không? Nếu một trong những người em của ông Ngô Đình Diệm mà nắm chức bộ trưởng hoặc thứ trưởng trong 22 bộ của hành pháp thì còn khả dĩ nói là đó là gia đình trị. Đằng này anh nhìn kỹ lại coi, anh kiểm tra, anh kiểm soát lại, nhìn kỹ thoáng qua thì quá trời, mà nhìn kỹ lại thì không có ai hết. Như đức cha Ngô Đình Thục thì lo về công giáo, lo về một cái giáo phái, cũng như là hòa thượng Thích Đôn Hậu, cũng như là Nguyễn Phước Sang, cũng như là Cao Đài giáo, cũng như là Hòa Hảo giáo, đó chỉ là một tôn giáo. Ông cai quản một địa phận, nhưng mà ông là vị anh của Ngô Đình Diệm. Rồi Ngô Đình Nhu làm cái gì? Ngô Đình Nhu làm cố vấn. Thì tôi hỏi anh nè, chính anh đi, anh được lên làm thủ tướng hay làm tổng thống, anh cũng cần một vài cố vấn. Thì chẳng may cố vấn không có, anh phải lấy thằng em anh làm cố vấn. Nó đâu có nằm trong một cái tổ chức cơ chế. Hoặc là Ngô Đình Cẩn đâu có một cái chức vụ gì. Hoặc bà Trần Lê Xuân chỉ là một đoàn thể hóa phụ nữ thanh niên Cộng Hòa. Hay là ông là Ngô Đình Luyện làm đại sứ. Tất cả những người đó là những cái râu ria bên ngoài, nó không nằm trong cái hệ thống tổ chức chính quyền thì không thể nói là gia đình trị được. Nhưng mà anh nói rằng đó là gia đình trị thì nhìn tổng thể nó là đúng. Cũng có quá nhiều người đó, thành tôi muốn nói rõ, tách bạch ra, là tôi không nói anh nói sai, nhưng mà tôi muốn tách bạch ra là không phải gia đình trị. Thế thôi, anh có thể dùng một cái từ nào khác chứ không thể dùng cái từ mà gia đình trị. Đó là cái phe đối lập chống lại Ngô Đình Diệm. Anh biết Ngô Đình Diệm 6-7 phe đối lập, phe này phe nọ phe kia, nhiều phe đó nó chống lại, kể cả một phe cộng sản. Thành ra trong cái bối cảnh lịch sử nước Việt Nam trong cái thời điểm đó nó rối ren lắm, thù trong giặc ngoài ghê gớm. Thành ra phải thông cảm cho một cái con người, thông cảm cho một cái thể chế và thông cảm cho một chính phủ. Thành tôi chỉ muốn góp ý với anh như vậy. Đó là phần thứ hai. Nếu anh thấy tôi nói sai thì anh cứ trình bày để cho bà con, để cho tất cả mọi người hiểu thêm. Xin mời ông Hoàng Văn Sơn ạ. Cái từ mà tiếng Anh có nghĩa là gia đình trị, đó là nepotism. Thì cái chuyện gia đình trị này nó không phải là chỉ có triều đại của Ngô Đình, mà là ở trên khắp thế giới. Mà ngay cả coi như vậy, cái thể chế của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay nó cũng vẫn đi theo cái tinh thần gia đình trị đấy. Mặc dù nó không gia đình trị mà là bao quát đến như cái gia đình của ông Ngô Đình Diệm. Thành ra khi anh Tiên nói về cái vấn đề Ngô Đình Diệm
triều đại của Ngô Đình Diệm đó, để Nhất Cộng Hòa nó không phải là gia đình trị. Thì theo tôi nghĩ đó là cái sự hạn chế về đọc và nghiên cứu của anh Tiên nó mang tính chất là bảo thủ và ủng hộ cho cái nền địa chất Cộng Hòa một cách gọi là có tính chất cố thủ, chứ nó không thể thay đổi được cái bản chất của cái chế độ Ngô Đình. Bây giờ như tôi cũng không nói là tôi không cần phải đưa ra bằng chứng nữa, mà chính anh Tiên anh đã đưa bằng chứng rồi. Ông Diệp ngày 7 tháng 7, tức là ngày Song Thất tôi còn nhớ, gọi là Ngô Chí Sĩ sau bao năm lê gót của quê người thì về Việt Nam được đại sứ Mỹ và đại sứ Pháp dắt tay vào gặp, và ở bên Pháp dắt tay vào gặp cựu hoàng Bảo Đại, lúc đó là quốc trưởng Bảo Đại, để ông Bảo Đại ông bổ nhiệm cho ông Diệm làm thủ tướng. Thì ông về chấp chánh là vào ngày 7 tháng 7 năm 1954. Thì nó có một cái điều mà tôi thấy rằng anh Tiên nói rằng cái chế độ để nền để nhất Cộng Hòa làm cái nền tam quyền phân lập, thì cái đó hoàn toàn sai. Nó không có tam quyền phân lập cái gì cả. Và cái việc ông Diệm lên làm tổng thống nó cũng vẫn là một cái trò hề của lịch sử. Đâu có bầu tổng thống, người ta chỉ bầu gọi là phế truất Bảo Đại thôi, là cái điểm thứ nhất. Và sau khi mà là dựng ra cái quốc hội lập hiến xong rồi thì tự động chuyển nó thành cái quốc hội lập pháp luôn. Và rồi tam quyền phân lập ở đâu? Chả có cái gì gọi là tam quyền phân lập cả, mà chỉ đến khi có hiến pháp năm 1967, khi tôi đã nằm tù với bác rồi. Sau này tôi về tôi đọc lại thì tôi mới thấy rằng cái chế độ mà Thiệu cầm quyền đấy thì nó mới có cái gọi là hình thái, gọi là hiến pháp có hình thái tam quyền phân lập. Thế còn cái thời mà ông Diệm ông về đấy thì ông lập ai thì người đó được, chứ chẳng có cái như vậy là tam quyền phân lập khỉ khô gì cả. Cái nội các là ông chọn ai thì người đó được. Và bây giờ chúng ta đếm nè, như chính anh Tiên đã nói nè, ông Ngô Đình Diệm là tổng thống, ông Ngô Đình Nhu là cố vấn. Cố vấn này là cố vấn thực quyền nhá. Ông Diệm còn phải sợ ông Nhu. Anh Tiên à, mà tất cả những người từ tỉnh trưởng, quận trưởng muốn được bổ nhiệm đều có cái cặp mắt của ông Nhu theo dõi ở sau lưng, trong khi vào chờ đợi gặp tổng thống để mà xem mặt và bổ nhiệm thì ông Nhu ở cái phòng bên cạnh, ông đặt máy nghe, ông nghe tất cả và ông là người quyết định. Nó khổ đến như thế. Thế thì ông Nhu là ai? Ông Nhu còn trên quyền cả tổng thống Diệm. Và người thứ hai mà là anh cả là Ngô Đình Thục. Đừng nói ông chỉ là một giáo sĩ. No, ông không phải là một tổng giám mục bình thường. Mà Việt Nam Cộng Hòa là những cái nịnh thần đó, nó tạo cái ngày mà sinh nhật của Ngô Đình Thục thành một ngày ngân khánh, để cho các tỉnh trưởng, quận trưởng là đến cái ngày đó là về Vĩnh Long để mà quà cáp nịnh bợ đút lót. Đâu phải là không có thực quyền, thực quyền hơn cổng Diệm nữa. Ta cái bà Ngô Đình Nhu, bà ấy lướt mặt Ngô Đình Diệm. Nói là bà ấy không chính thức, nhưng mà sự thực là lời của bà ấy nói ra là chính thức đấy. Có một câu Ngô Đình Luyện thì ông hiền quá, ông đi qua anh, hay là ông hiểu, ông đi qua anh làm đại sứ thì tránh đi. Còn ông Ngô Đình Cẩn là một hung thần ở miền Trung. Anh Tiên à, anh đọc đi, anh gặp những người dân Huế đi, để họ nói. Trước kia tôi không tin ông Cẩn là hung thần của miền Trung, nhưng mà đến ngày hôm nay nè, khi mà tôi nói chuyện một số bạn bè người Huế ở tại Dallas, Texas, tôi hỏi ngày xưa như vậy đó, ông Cẩn ở ngoài đó có thế nào thì người ta nói hết. Ông Cẩn là lãnh chúa miền Trung, chứ không phải là một cái cố vấn Ngô Đình Cẩn mà ăn chầu rồi
lệt bà lệt bệt đó để nuôi mẹ thôi. Không không, ông cần là kinh tài khủng khiếp lắm. Cái ông Đỗ Cao Chí mà khi ông ở của đảo Chánh ấy là ông bắt ông Cẩn là ông đến nhanh để ông giành lấy cái vali kim cương. Đó là những cái chuyện người ta đã đọc hết cả rồi, lịch sử nó còn đó, không có chối được. Thành ra rồi nào là vợ chồng ông Trần Văn Chương, rồi những người thân cận, những người cùng quê hả? Ông Diệm đi theo cái thành lập cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa, cái cơ chế của nó trên ba cái tín điều: đảng, đạo và địa. Đảng là đảng nào? Đảng là cần lão nhân vị. Đạo là đạo công giáo. Địa là địa phương, là miền Trung, Huế, Quảng Trị. Anh Ngô Doãn Thiên à, anh nên đọc thêm rất là nhiều đi. Và chúng ta nên hiểu rằng ngày hôm nay chúng ta ngồi đây không nhìn thấy quê hương à. Chúng ta lưu vong, chúng ta đau đớn ở tuổi già như thế này. Bởi vì sự thực chúng ta là những người mà con người Việt Nam là con người tích tụ từ cái sinh khí của giống nòi và cái linh khí của Tổ quốc mới hình thành. Cái gen của chúng ta là cái gen của dân tộc Việt Nam. Thành ra chúng ta ở trên nước Mỹ, chúng ta có thể đi khắp cả thế giới, chúng ta có thể đi lên cung trăng, chúng ta có thể lên sao Hỏa, chúng ta có thể lên sao Mộc. Nhưng mà chỉ khi nào chúng ta đứng trên đất nước của chúng ta ở bên kia bờ đại dương thì chúng ta mới thấy trái tim mình nó thổn thức từ chừng nào. Nó đau khổ lắm. Đau khổ là vì ai? Vì những người lãnh đạo chúng ta chẳng có gì. Vì cái thượng tùng kiến trúc của chúng ta là một lũ đầu bã đậu. Chúng nó tranh quyền, nó giành giật với nhau. Hiểm họa cộng sản ở bên kia bờ bến hải hiện hiện ở đó. Nhưng mà ở bên bờ nam sông bến hải chúng nó vẫn tranh giành chém giết lẫn nhau. Mà cuối cùng thì người Mỹ người ta chán còn cái gì nữa. Bởi vì cái việc mà người Mỹ đến Việt Nam, việc mà Tổng thống Truman hủy bỏ cái ý tưởng giải thực của Tổng thống Roosevelt là họ muốn điều chỉnh cái chiến lược của đám thực dân phương Tây thôi. Chứ họ chả yêu thương gì cái dân tộc Việt Nam cả. Và chúng ta, dân tộc Việt Nam vùng lên để đòi lại độc lập, đánh đổi thực dân Pháp. Đó là cái chuyện phải làm. Nhưng chúng ta không hiểu hết lịch sử. Và chúng ta nghĩ rằng chỉ có chúng ta gọi là có cộng sản cướp chính quyền. Xin lỗi ông Phạm Cao Dương, xin lỗi những nhà sử gia chẳng biết con mẹ gì, tôi xin phép tôi nói như vậy. Quý vị nên nhớ rằng cái quốc gia Indonesia ở Đông Nam Á, mình với Indonesia cũng là cái dòng Bách Việt đấy, thì họ cũng có một cái ngày mà vùng dậy trùng với cái ngày tháng 8 của Việt Nam mình. Quý vị không tin tôi, quý vị đọc lịch sử thế giới, quý vị sẽ thấy điều đó. Thành ra cái việc mà ông Diệm là do người Mỹ dựng lên để thực thi cái kế hoạch toàn cầu của nước Mỹ. Và cái chuyện nó đã rõ ràng quá. Bây dính tài liệu của Bộ Ngoại giao trong văn khố Mỹ, tài liệu về chiến tranh Việt Nam, tài liệu về ông Diệm ở New York ra làm sao, rồi hai vị Bộ trưởng Ngoại giao của Pháp vận động như thế nào, tướng Jean Colin làm gì, tướng CIA đại tá Lenstel làm gì, nó hiển hiện đấy. Chúng ta có thể chỉ cho con cháu chúng ta đọc. Ta nhiều đứa trẻ nó đọc rồi. Thế thành ra cái việc ông Diệm là gia đình chị nó rõ lắm. Nó rõ ở cái chỗ rằng ai muốn lên tướng thì đều là con nuôi của ông Diệm cả.
Thậm chí mấy ông con nuôi ông Đính, ông Khi làm đảo chính, ông Đính thì coi như vậy là làm đảo chính mà nào. Các ông ấy là con nuôi cả. Mà tôi nghĩ tôi chưa đọc thấy cái tài liệu ông Diệu có là con nuôi, ông Thiệu có là con nuôi hay không. Nhưng mà Đỗ Mậu thì là gia nhân và thể hiện cái quyền lực của ông Du là như thế này. Khi mà có người nói với ông Diệm rằng ông Đỗ Mậu ông ấy nói rằng sao mà lâu quá không cho lên tướng, thì ông Diệm mới hỏi ông Nhu, ông Nhu bảo cái thằng ấy nó vô học, nó làm đại tá là được rồi. Đó là những cái mà thực tế mà đó là lịch sử chứ không phải là chúng ta nói chơi, tài liệu nó hẳn hoi. Thế thành ra nói mà anh Tiên biện minh cho ông Diệm không phải là một chế độ gia đình trị rất là sai. Lịch sử của thế giới người ta cũng biết về gia đình Diệm với cái chữ gọi là nepotism, tức là gia đình trị. Và cái gia đình trị nó không có cái gì là ghê gớm cả. Có một cái điều rằng khi một cái gia đình mà chỉ biết cái quyền lợi của mình, tích lũy tài sản của dân tộc mình, rồi tạo ra những cái tham nhũng thối nát như cái ngày Ngân Khánh của ông Huỳnh Thục chẳng hạn đấy, thì nó tệ. Nhưng có những cái hoàng triều ngày xưa thì toàn gia đình trị theo cái huyết hệ mà, không thì vua rồi thì là từ thái tử, các đông thái tử nào được đông cung thì mới là cầm quyền, rồi các hoàng thân thì giữ các chức vụ như nước Anh hiện tại nó cũng vậy. Nó chưa hẳn là đã xấu, nhưng mà cái chế độ của Ngô Đình Diệm nó gia đình trị mà nó trở thành xấu là nó đi đến một cái kết quả xấu, một cái kết cuộc thảm hại. Đó là ba anh em cùng bị giết, và cái ông mà gọi là Hồng Y Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục thì may mà ông ấy lúc đó không ở Việt Nam, người ta không giết ông ấy thôi. Nhưng mà rồi đến qua Mỹ này thì ông cũng điên dại và ông bị cắt phép thông công một thời gian. Đó là cái chuyện về gia đình ông Diệm. Nếu mà chúng ta nói rằng có nhân thì mới có quả, thì cái nhân quả đó nó cho thấy rằng có ứng báo. Đó là vấn đề về gia đình, của chế độ gia đình trị của ông Diệm. Tôi Ông xin Ngô hết Văn lời. Tiên, ông Ngô Văn Tiên có muốn bổ sung thêm về cái điểm này hay không, hay ông sẽ có chuyển sang cái điểm khác ạ, thưa ông? Dạ vâng, thì qua lời trình bày của anh Hà Văn Sơn thì như vậy đã cho tôi thấy cái gì, thì tôi không cần phải nói thêm. Tôi sẽ qua cái điểm thứ ba, nhưng mà trước khi qua điểm thứ ba tôi có một cái câu ngắn gọn thế này. Qua cái phần giải trình thứ nhất tiếp tới phần thứ hai của anh Hà Văn Sơn, tôi nghĩ rằng anh đã có một cái ý nghĩ, một cái cáo buộc quá nặng nề cho một cái chế độ, cho một con người. Mà cái chế độ đó, cái con người đó của nền đệ nhất Cộng Hòa ít nhiều gì cũng tạo cho miền Nam chúng ta những cái phút giây thoải mái, những cái tiến bộ đã có và sự tôn trọng của thế giới. Thành ra thôi tôi không nói thêm, nếu nói thêm thì có thể là đụng chạm tới những cái sâu kín